Chào mừng các bạn đến với khóa học trình Android tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa phạm. Ở video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về phần hướng đối tượng trong Android. Thì mình đã tìm hiểu qua về class, rồi cách khởi tạo, cách gọi private, public và constructor. Ở đây mình sẽ nói thêm các bạn về hai phương thức là get và set trong cái class sinh viên. Ở những video trước, cái phần thuộc tính năm sinh nè, đó là để ràng buộc điều kiện khi người dùng nhập vào không cho nhập cái năm sinh mà tính ra tuổi nó nhỏ hơn 18 tuổi, thì mình gọi một phương thức set và mình gán thuộc tính năm sinh thành private, và bắt buộc phải tạo phương thức gán và lấy dữ liệu ra get set ở đây. Thì bây giờ thay vì mình gọi từng thuộc tính như vậy mình để kiểm tra, thì mình có thể sử dụng là phần public nè của hai thuộc tính họ tên và địa chỉ, mình cũng nên để cho nó thành private hết. Và mình sẽ có cái phương thức để mình set lại cho nó. Thì trong cái constructor thứ nhất là ở phần trước mình nói là constructor, là khi bạn khởi tạo nó thì nó sẽ tự động nó gán được giá trị nó rồi. Đó mình sẽ tạo thêm hai phương thức cho nó, get và set, cho tất cả ba thuộc tính này luôn. Để mình sẽ kiểm soát để khi mà có một cái thuộc tính nào bạn cần kiểm tra điều kiện á thì mình có thể sử dụng. Còn không đơn giản mình sẽ là gán và lấy dữ liệu ra. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại như vậy. Cái phần này tạm thời mình sẽ comment nó lại. Bạn quét chọn rồi Ctrl duyệt xuống ha. Rồi họ tên mình sẽ đổi lại thành private nè. Địa chỉ cũng thành private. Và đó là khi đổi lại hình như vậy thì bên main nó sẽ không gọi được, thấy là họ tên nè hay là get option, đó mình đã comment lại rồi. Để có thể để lại hình chuỗi. Bây giờ quay về sinh viên, nếu khi như vậy phải bắt buộc có get và set của họ tên, địa chỉ, năm sinh, thì thay vì mình tạo từng cái giống như mình tạo của năm sinh thì giống như constructor, bây giờ nó sẽ cho phép bạn tạo những phương thức get và set theo thuộc tính bạn chọn, nó hướng dẫn, nó cho phép bạn tạo tự động luôn. Thì anh cũng click phải chùa ha, chọn generate. Thay vì lúc đầu mình chọn constructor thì bây giờ không sử dụng, mình tìm tới getter nè hoặc là setter để mình chọn. Như là đó, mình khi mình gán không phải như này, mình nói là khi mình gán cho nó thì phải có phương thức lấy ra. Đó mình sẽ chọn cả hai luôn, là cái hàng thứ ba thứ tư nè, là getter and setter luôn, thay phải tạo hai lần getter setter ha. Thì nó yêu cầu mình chọn cái thuộc tính nào mà bạn muốn khởi tạo hai phương thức getter và setter cho nó. Thì từ mình do mình để private cả ba rồi thì mình phải chọn cả ba ha. Đấy, ok ha. Nó phát sinh mình nè, get họ tên dùng để lấy ra, rồi set họ tên gán vào thì nhận vào biến họ tên kiểu chuỗi, còn lấy ra nó return thì kiểu chuỗi. Đấy, tương tự địa chỉ. Và tới phần năm sinh nè, ở đây thì năm sinh ví dụ điều kiện mà muốn kiểm tra nó thì bạn có thể kiểm tra ở đây khi bạn gán ha. Hoặc là trong constructor bạn vẫn có thể kiểm tra được ha. Ví dụ nếu các bạn thắc mắc là nếu mà khởi tạo con constructor thì sao, thì trước khi mà gán năm sinh bạn vẫn có thể kiểm tra giống như trong phần set năm sinh. Thì ở những phần sau mình sẽ tạo những cái biến trong cái class một đối tượng nào đó, mình sử dụng private tất cả ha. Rồi mình tạo tiếp theo là constructor và các phương thức get set của những thuộc tính đó. Vậy bây giờ mình sau khi mình đổi lại thành private và đổi thành tất cả, mình tạo phương thức là getter setter, mình quay về main. Giả sử sau khi mình gán họ tên, địa chỉ, năm sinh nè, bây giờ mình muốn lấy ra một phương thức bất kỳ thì sao, gọi sinh viên, mình thấy chăng. Bây giờ nó là gán cho nó hay gì đó thì mình gọi set, còn lấy ra hay là get, nó get ba cái, địa chỉ, họ tên, năm sinh. Để cho thống nhất như vậy ha. Giờ mình get họ tên thử nè, đây coi nó khác gì hay không so với để là sinh viên chỉ chấm họ tên. Giờ nãy mình để public, bây giờ mình đổi thành private chỉ thông qua phương thức get. Đó hay vẫn toss được hoạt động bình thường. Thì nó tương tự, nếu bạn có thể thử với nó là ví dụ get địa chỉ hoặc là get năm sinh, thì thống nhất hai phương thức get và set, để khi bạn muốn kiểm tra thì bạn có thể thêm điều kiện vào, còn không thì mình vẫn để cho nó get và set khi bạn tạo một object. Thì đó là cái phần mình nói thêm về getter and setter và các private constructor và cách để mình sử dụng getter setter, mình gọi ra ở đây.
Thì phần hướng đối tượng của mình ở đây mình chỉ nói về phần cơ bản nhất ở trong Android để mình tiếp tục những bài tiếp theo. Thì bạn nên tìm hiểu thêm về hướng đối tượng ha, nó còn rất nhiều. Bạn có thể học hướng đối tượng trong Java hoặc là hướng đối tượng chung. Tại bất cứ ngôn ngữ nào nó cũng sẽ có phần hướng đối tượng và nó rất quan trọng ha. Bạn hãy tìm hiểu thêm về nó. Và lưu ý lại một lần nữa, ở đây mình chỉ nói một cái phần nhỏ vừa đủ để mình học tiếp tục những cái bài về sau trong Android. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.